xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt emo của mình thì trong video các bạn chúng ta sẽ cùng nhau khám phá với chủ đề cực kỳ hấp dẫn đó là mạng bi xây dựng tương lai tài chính cho người tiên phong kiến thức cần thiết nhất chúng ta nên biết bạn có bao giờ tự hỏi rằng là à, về một tương lai tài chính mạnh mẽ ổn định chưa và bạn muốn khám phá cách tận dụng tiềm năng của công nghệ blockchain để tạo ra sự thay đổi tài chính cá nhân và toàn cầu chưa? Nếu vậy thì các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu trong cái video này. Rồi thì video này được đăng ở trên Hot Canal các bạn. Tin vui, mạng bi xây dựng tương lai tài chính cho người tiên phong, kiến thức cần thiết nhất nên biết. Bi Network là và tất cả những ai quan tâm đến tiềm năng của nó trong việc xây dựng một tương lai tài chính Mạng Bi là một dự án tiền điện tử đang phát triển với mục đích cho phép người dùng kiếm Bi coi thông qua một ứng dụng dành cho thiết bị di động. Cho đến thời điểm hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể nhận được Bi coi miễn phí mà không cần phải phát hành một mô hình nhỏ nhất. Mạng Bi và giá trị nội tại Trước hết cần hiểu rằng mạng Bi vẫn đang trong giai đoạn phát triển và giá trị thực của Bi chưa được xác định rõ ràng trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người tiên phong của mạng bi tin rằng bi có giá trị nội tại sao? Nội tại cao. Tại sao vậy? Điều này là do dự án liên quan đến việc tham gia sớm vào mạng tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng và phát triển với việc áp dụng rộng rãi hơn. Hiểu về tiềm năng tăng trưởng giá trị của Bitcoin, một trong những khía cạnh thú vị của mạng bi là tiềm năng tăng trưởng giá trị của bi trong tương lai. Một số người tiên phong về Bitcoin tin rằng giá trị của Bitcoin sẽ tăng lên khi được chấp nhận và sử dụng rộng rãi hơn. Họ lập luận rằng càng nhiều người sử dụng đồng bi làm phương tiện thanh toán hoặc càng nhiều tài sản và tiện ích được kết nối với mạng bi thì giá trị của của đồng bi càng cao. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là phải mất thời gian và nỗ lực để đạt được một giá trị đáng kể như thường được đề cập, chẳng hạn như là 314.159 đô. Chiến lược thu thập Bitcoin làm cách nào bạn có thể khai thác tiềm năng của mạng bi để xây dựng tương lai tài chính của mình? Một chiến lược thường được sử dụng là thu thập càng nhiều bi càng tốt với mức giá thấp nhất có thể. Là người tiên phong, bạn có thể mời người khác tham gia mạng bi bằng mã giới thiệu của mình. Với nhiều người tham gia hơn thông qua mã giới thiệu của bạn, bạn có thể tăng sức mạnh khai thác bi của mình và thu thập thêm bi một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc tích cực tham gia vào cộng đồng mạng bi cũng có thể mang lại lợi ích bằng cách tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng. Bạn có thể thu được những hiểu biết, giá trị, tìm hiểu các chiến lược, thu thập hiệu quả và tham gia vào các hoạt động cũng có hệ sinh thái mạng bi. Tầm quan trọng của giáo dục và nghiên cứu Trong cuộc hành trình với tư cách là người tiên phong của mạng bi, điều quan trọng là luôn tìm kiếm kiến thức cũng như áp dụng giáo dục và nghiên cứu. Là một dự án tiền điện tử mới, thông tin và sự hiểu biết về mạng bi tiếp tục phát triển. Do đó, điều quan trọng đối với những người tiên phong là luôn cập nhật kiến thức của họ bằng cách đọc các bài báo, theo dõi các diễn đàn và cập nhật những phát triển mới nhất trong cộng đồng mạng bi. Ngoài ra, việc tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về dự án cũng rất quan trọng. Bạn có thể tìm hiểu về nền tảng của nhóm phát triển, tầm nhìn vào mục tiêu dài hạn của mạng bi và xem dự án này khác với các loại tiền điện tử khác như thế nào. Với sự hiểu biết sâu sắc này, bạn có thể được có thể đưa, ra các quyết định chiến lược và thông minh hơn để khai thác tiềm năng của mạng bi quản lý kỳ vọng và rủi ro. Cuối cùng khi tham gia vào mạng bi hoặc các dự án tiền điện tử khác, điều quan trọng là phải quản lý các kỳ vọng và hiểu các rủi ro liên quan. Giá trị của bi vẫn đang được xác định và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ đạt con số cao như 314.000 đô la trong một thời gian ngắn. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì quan điểm thực tế và không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Mạng bi mang đến tiềm năng thú vị cho những người tiên phong muốn xây dựng một tương lai tài chính. Với sự hiểu biết về giá trị nội tại của bi, chiến lược thu thập nhiệt hiệu quả, giáo dục và nghiên cứu liên tục cũng như quản lý hợp lý các kỳ vọng và rủi ro, bạn có thể khai thác tiềm năng của mạng bi một cách khôn ngoan, luôn kết nối với cộng đồng mạng bi, học hỏi kinh nghiệm của những người tiên phong, đồng nghiệp và cập nhật thông tin về dự án. Với sự kiên nhẫn bền bỉ và hiểu biết tốt, bạn có thể xây dựng một tương lai tài chính tốt hơn với Bee Network. Hãy ghi nhớ các ranh giới từ được xác định. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chủ đề được nêu ra. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết của một chủ đề cụ thể hơn, hãy đảm bảo nghiên cứu thêm và mở rộng tầm nhìn của bạn về mạng bi và tiền điện tử. Tiếp theo là an ninh và sự riêng tư. Khi sử dụng mạng bi hoặc bất kỳ nền tảng tiền điện tử nào khác, điều quan trọng là phải hiểu biết tầm quan trọng của bảo mật và quyền riêng tư. Đảm bảo sử dụng tài khoản an toàn, chẳng hạn như mật khẩu mạnh và cài đặt mật khẩu bảo mật bổ sung được cung cấp. Ngoài ra hãy cân nhắc việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm một cách không cần thiết. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm là người tiên phong trong mạng bi bạn cũng có thể đóng góp cho cộng đồng bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Bạn có thể viết các bài báo hoặc blog về trải nghiệm của mình khi sử dụng mạng bi, các chiến lược hiệu quả hoặc quan điểm cá nhân của mạng của bạn về tương lai của dự án này. Bằng cách chia sẻ, bạn không chỉ giúp làm phong phú kiến thức của cộng đồng mà còn xây dựng danh tiếng của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo có đóng góp. Đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính, mặc dù mạng bi mang lại tiềm năng hấp dẫn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính của bạn là một nguyên tắc khôn ngoan. Đừng đầu tư tất cả của cải hoặc tài sản của bạn chỉ vào một dự án hoặc tiền điện tử. Cân nhắc chi khoản Đầu tư của bạn cho một số tài sản có rủi ro khác nhau, điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tạo cơ hội cho sự tăng trưởng cân bằng trong dài hạn. Hãy nhớ rằng với tư cách là người tiên phong của bạn Bi, bạn là một phần của sự thay đổi. Bạn có cơ hội tạo dấu ấn và đóng góp thực sự vào việc xây dựng một tương lai tài chính toàn diện và bền vững. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tầm nhìn vào mục đích của bạn. Trên hành trình này bạn có thể gặp phải những thách thức và nghi ngờ. Nhưng hãy trung thực với ước mơ của bạn và tiếp tục tiến về phía trước bởi vì đó là nơi thành công thực sự nằm ở đó. Mỗi người tiên phong đều có thể mạnh riêng, đều có thể mạnh riêng. Hãy là con người thật của bạn, tin vào khả năng của bạn và giá trị mà bạn mang lại cho hệ sinh thái Bi Network, tỏa sáng theo cách riêng của bạn và đóng góp với sự độc đáo của bạn. Hành trình đi đến thành công không phải lúc nào cũng suôn sẻ và dễ dàng, nhưng chính từ những thử thách, khó khăn mà bạn trưởng thành và phát triển, hãy tiếp tục tiến về phía trước dũng cảm đối mặt với những trở ngại và không gì có thể ngăn cản bạn khi bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc nghi ngờ hãy nhớ lại lý do tại sao bạn bắt đầu cuộc hành trình này hãy nhớ giấc mơ lúc thúc đẩy bạn tập trung vào mục tiêu và của bạn và không bao giờ bỏ cuộc bạn là một người tiên phong xuất sắc và một tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn nguồn học cần Yêu rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu như, như các bạn à, nào chưa À, có đăng ký bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký ha và nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình sau đó bật cái chuông thông báo lên. Để mình có cập nhật cái thông tin mới hơn thì các bạn sẽ kịp thời theo dõi và nắm bắt được tình hình của bi các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.